Xin chào quý khách hàng đến với trang nhà đất hùng.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố lai biệt thự theo cách Cityland của Pháp năm 2018, nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý khách hàng ơi. Căn nhà này nằm vị trí rất là đắc địa luôn, sát bên khu Cityland nha. Nên là di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn, sát bên khu Cityland cũng như là Copmark và Vincom Phan Văn Trị. Và đây là con hẻm trước nhà này, chúng ta để ý thấy này. Con hẻm trước nhà là con hẻm 5m thông, rất là thuận tiện gia đình mình và sát bên đường Phan Văn Trị luôn nha. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Và căn nhà này là một căn nhà chính chủ xây ở nên là rất là chắn và kiên cố luôn. Và mình sẽ kéo lên khu vực mặt tiền cho cái hàng nhìn lại một lần nữa nha. Một căn nhà được thiết kế với tông màu trắng là tông màu chủ đạo. Và được cái diện tích của nó là ngang 5m, dài 13m và được đúc kiên cố một trệt, một hầm để xe máy, một phòng khách, một phòng bếp, ba phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng của nó là hướng đông nam, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Và mình đang di chuyển lại khu vực cổng chính của căn nhà này thì phía trước chúng ta có những cái cây cảnh này. Và bên đây thì chúng ta sẽ có một cái cổng lớp không, cái cổng phía ngoài, cái cổng phía ngoài nha, thì làm bằng sắt. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân, khoảng sân này chúng ta để xe máy được và có trồng ở đây những cây cảnh này. Bước vào bên trong này thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhựa lõi thép Euro Window. Lớp cửa nhựa này được làm cũng rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Và căn nhà này là một căn nhà chính chủ xe ở. Và giá bán đang được nhà đất Huy Hùng rao ra với giá là 6 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Và ở đây chúng ta có khu vực phòng khách này. Các bạn thấy khu vực phòng khách này thì có một bộ salon mini ở đây. Và nhà này điều nổi bật của căn nhà này là chúng ta sẽ có một cái hầm để xe gắn máy ở dưới phía này. Ở đây chúng ta có thể để được rất là nhiều xe gắn máy nha. Mình sẽ đi xuống dưới này. Ngang 5m, dài 13m và được đúc kiên cố một trệt, một hầm, một phòng bếp, một phòng khách và 3-4 phòng vệ sinh nha quý hàng ơi. Và căn nhà này vị trí nằm thì rất là đẹp, nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, hướng đông nam nha quý hàng. Và mình di chuyển lên khu vực phòng bếp này. Bếp là có phòng coi tivi nữa. Khu vực phòng bếp này thì được thiết kế ở trên này, chúng ta để thấy ở đây có một bộ bàn ăn, 6 ghế. Và khu vực chính của bếp này được làm bằng chất liệu là gỗ, làm một chất liệu gỗ căm xe nha, rất là cao cấp. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh, cái phòng vệ sinh nằm ngay ở khu vực bếp này, sử dụng thương hiệu thất là Toto, đây nha. Tất cả thương hiệu nội thất ở phòng vệ sinh của căn nhà này thì được sử dụng thương hiệu nội thất là Toto. Khu vực cầu thang thì chúng ta có mặt đá hoa cương, tay vịn căm xe. Chúng ta di chuyển lên khu vực trên lầu nha. Trên lầu như này thì chúng ta sẽ có một phòng phòng khách mini ở đây. Chúng ta sẽ làm phòng xem phim nha. Nằm ở ngay khu vực tầng lửng này. Đây chúng ta có TV này, phòng xem phim thì nó nằm ở đây. Ngang 5m, dài 13m nha. Thế một trục cách mặt tiền đường chính, đường lớn khoảng chừng 100m thôi. Rất là thuận tiện cho gia đình mình. Mình muốn sở hữu một căn nhà nằm trên trục đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý hàng nên chọn lựa căn nhà này đi. Căn nhà rất đẹp. Đây chúng ta có khu vực phòng ngủ này. Phòng ngủ thì sàn là sàn gỗ căm xe. Và đây thì có máy lạnh đã được gắn sẵn rồi. Và đây chúng ta có khu vực tủ âm tường này. Tủ quần áo âm tường cũng có sẵn cho gia đình mình luôn. Và phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì chúng ta có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen với thương hiệu nội thất là Toto nha. Chúng ta di chuyển lên khu vực lầu 2. Nhà này thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng xem phim, một hầm để xe và một phòng giặt, phòng thờ. Đây chúng ta ở khu vực phòng ngủ số 2 này. Sàn vẫn là sàn gỗ nha quý hàng ơi. Phòng ngủ cũng khá là rộng. Đây chúng ta có giường, tủ âm tường. Ngoài này chúng ta có màn rèm cửa và cửa ra ban công này. Đây chúng ta cũng có phòng vệ sinh trong luôn. Phòng vệ sinh khá rộng. Quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình.
Ngoài ra thì quý hàng có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp cũng như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Đây là khu vực phòng ngủ số 3. Thì chúng ta cũng có tủ âm tường, giường và máy lạnh đã được gắn sẵn rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh trong luôn. Phòng vệ sinh số 4 nha. Thì chúng ta di chuyển lên khu vực lầu trên, khu vực sân thượng. Giá bán căn nhà này là 6 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Một căn nhà vị trí cực đẹp nằm ngay trục đường Phan Văn Trị, sát bên City Vincom cũng như là khu dân cư Cityland. Ở trên này chúng ta có khu vực phòng thờ cũng như là phòng sinh hoạt chung ở trên đây nha. Đây chúng ta có một bộ salon này. Khu vực này chúng ta cũng có thể làm phòng ngủ nha. Và phía sau này thì chúng ta sẽ có khu, đây chúng ta có khu vực phòng giặt này. Và sân thượng phía sau. Quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên nhà đất Thị Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và giá bán căn nhà này là 6 tỷ 500 triệu đồng. Ở đây chúng ta có cầu thang leo lên sân thượng phía trên luôn. Ở đây thì chủ nhà trồng rất nhiều lan. Chúng ta để ý thấy này, khu vực sân thượng phía sau này được trồng rất là nhiều lan, rất là đẹp và mát luôn. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo nha.